Hai chào các bạn, mình là Đạt và mình làm lập trình ở Singapore. Thì hôm nay Đạt muốn chia sẻ cách lập trình ở nước ngoài như thế nào, đi tìm việc ở nước ngoài như thế nào, cách tạo một cái network để mà mình có thể access tới những cái công ty mà mình muốn vào và chuẩn bị cái công việc, chuẩn bị phỏng vấn như thế nào, nhận offer như thế nào để có thể bắt đầu làm việc ở Singapore. Thì ở đây thì Đạt làm ở Singapore cho nên là Đạt sẽ nói về những công ty ở Singapore, nhưng mà mình cũng có thể áp dụng ở những cái nước khác. Trong cái video này thì mình sẽ đi tìm hiểu là làm sao mình có thể tìm việc ở những công ty nước ngoài trong khi mình vẫn đang ở Việt Nam. Tại vì ngày trước lúc mình đã phỏng vấn sang Singapore thì Đạt vẫn đang ở Việt Nam. Và đồng thời Đạt sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo CV, tạo network như thế nào. Tạo CV thì Đạt sẽ không có nói vào chi tiết cụ thể, chỉ nói đơn giản một xíu thôi, và sẽ nói về cái quy trình phỏng vấn, cách phỏng vấn và cách nhận offer ra làm sao. Các công ty ở Singapore hiện giờ thì có khá là nhiều công ty to đã đi vào Singapore về cái mảng ví dụ như Internet, thì mình có Facebook, Google, có thêm một số công ty to khác nữa, nhưng mà đã không có tìm hiểu, nhưng mà đã có biết là những công ty đó cũng đang tuyển dụng, như là những công ty đó có thể là mọi người về mặt chung sẽ không biết, là sẽ không kể ở đây. Và một cái mảng khác ở Singapore nó khá là mạnh, đó là mảng banking, private banking. Những cái ngân hàng này á, họ trả lương rất là cao. Đạt cũng nhận được một offer một ngân hàng rất là cao, nhưng mà Đạt không muốn làm ở ngân hàng. Và tại thời điểm hiện giờ thì Đạt nhận được offer của Facebook, cho nên Đạt sẽ đi theo Facebook. Ngoài ra thì ở Singapore cũng có những cái công ty khác làm startup, ví dụ như Grab. Các bạn biết Grab đúng không? Ở Việt Nam thì Grab quá mạnh. À, còn có Gojek nữa, Đạt quên để Gojek trong này. Và ngoài đó thì còn có Sea, là Garena, và Shopee thì Đạt đang làm ở Garena. Và Lazada, ngoài ra còn nhiều startup khác như là HonestBee hoặc là Food Delivery, rất là nhiều cái service ở Singapore. Thì ở Singapore là một cái nơi mình có thể làm startup rất là tốt. Mà muốn làm công ty established thì cũng không kém thế nào. Thì vấn đề là làm sao mình có thể từ Việt Nam mà đi sang được các nước này, thì Đạt hướng dẫn các bạn như thế này, rất là đơn giản. Đầu tiên á, là mình phải network. Có nghĩa là làm sao mình ở Việt Nam nhưng mà mình phải làm cho người khác ở các nước khác biết. Ví dụ như là Đạt target vào thị trường Singapore chẳng hạn, thì Đạt sẽ tạo một account ở trên LinkedIn. Các bạn có biết LinkedIn chứ nhỉ? Khi các bạn lên LinkedIn, các bạn cố gắng tạo mối liên hệ với mọi người trên đấy, as friend, giống như là người đồng nghiệp của mình này, rồi sếp của mình, rồi nhân sự nè. Nói chung là mình cố gắng add làm sao nhiều, và cố gắng là add những cái người mà ở bên Singapore hoặc những cái nước khác, để mình tạo điều kiện là khi mà những người mà họ search cho tìm một cái ứng cử viên á, thì họ sẽ tìm thấy mình trên LinkedIn. Đó là cách tốt nhất. Kế tiếp là mình phải chuẩn bị một cái CV. Ở đây mình chuẩn bị một cái CV. Đã thấy các bạn ở Việt Nam hay chuẩn bị một cái CV rất là nhiều trang, 3-4-5 trang, không ai có thời gian đọc mấy CV như vậy. Nhân sự bên này họ làm rất là nhanh, một trang họ lướt qua những thông tin như sau. Thứ nhất là cái trường của bạn tốt nghiệp, nếu mà bạn mới ra trường, hoặc thậm chí là có một số công ty họ không tuyển nếu mà bạn tốt nghiệp ở trường không được tốt. Thì cái chuyện này là hên xui, nếu mà mình không được tốt, không mình học ở trường không được tốt thì coi như là mình không làm công ty đấy chẳng hạn. Nhưng có những công ty khác họ không quan tâm, họ mới xem những cái từ khóa, ví dụ như là bạn làm công nghệ nào, làm project nào. Và về CV thì Đạt nghĩ là các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên Cracking the Code in the Interview, hoặc là Đạt sẽ viết một bài khác hướng dẫn. Sau đó là các bạn phải, sau khi có được account trên LinkedIn, có CV rồi, thì mình tiếp tục là mình sẽ liên hệ với HR của công ty mà mình muốn apply vào. Mình lên cái trang LinkedIn của cái công ty đấy, mình xem thử là HR công ty đó là ai, apply vào công ty đấy. Hoặc là mình liên hệ với Headhunter. Headhunter là những cái người mà họ làm một công ty thứ ba, họ chỉ có công việc là đi tìm ứng cử viên và giới thiệu vào những công ty mà đang tuyển dụng. Thì họ đứng ở giữa và họ ăn lời. Thì họ sẽ ăn lời vào cái công ty mà mình sẽ được tuyển vào. Cho nên mình cũng không quan tâm về cái headhunter này có trả tiền mình hay không. Nếu mà họ trả tiền mình thì mình không đi. Mà nếu họ trả tiền công ty thì họ sẽ không nói gì cả. Và họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ giúp đỡ mình nộp hồ sơ vào công ty đấy. Nhưng mà sau khi nộp hồ sơ xong á, thì cái việc phỏng vấn như thế nào là việc của mình. Thì các bạn phải tìm thông qua là headhunter của công ty mà mình muốn vào. Hoặc
tìm thông qua Headhunter. Headhunter bạn có thể tìm trên LinkedIn, nhưng mà bạn phải search một thời gian thì bạn sẽ biết ai là Headhunter, ai là HR. Thì cái việc này thì cũng khó nói. Nói chung là các bạn cứ lên LinkedIn để tạo account giống như các bạn tạo account trên Facebook vậy. Và một cách tiếp cận rất là tốt nữa là thông qua bạn bè. Bạn bè của mình làm trong công ty ABC thì Z, mình muốn vào công ty đấy thì mình message họ, mình bảo mình muốn vào công ty này, bạn giới thiệu mình vào với. Đấy, thì đấy là một cái cách rất là hiệu quả. Bây giờ ta sẽ nói tiếp về cái quy trình phỏng vấn. Thì việc đầu tiên thì mình phải chuẩn bị cái CV rồi. Giả sử như là bạn đã có cái CV. Bây giờ sau khi có CV rồi thì bạn phải nộp cái CV thông qua Headhunt hoặc Headcha hoặc là reference gì đấy. Sau khi mà cái phía bên kia, với công ty đó họ nhận được cái CV của mình rồi á thì họ sẽ liên hệ. May mắn nếu họ sẽ liên hệ, tại vì một số trường hợp cái CV mình tệ quá thì họ cũng sẽ không liên hệ. Thì các bạn nên chuẩn bị một CV tốt. Chuẩn bị CV tốt là một cái nghệ thuật. Thì có lẽ là sẽ là các bạn nên tìm hiểu ở bên bên ngoài. Có rất là nhiều trang nói về cách chuẩn bị của CV tốt. Thì bây giờ mình sẽ thông qua nói chuyện với nhân sự. Nhân sự họ sẽ gọi điện thoại của mình và hỏi một số thông tin về cái CV của mình, kinh nghiệm làm việc của mình và một số cái thông tin về tính cách của mình. Thì cái này Đạt nghĩ là mình vẫn phải chuẩn bị, mình cần chuẩn bị, nhưng mà mình sẽ chưa có đi sâu vào cái mảng nhân sự sớm, tại vì cái quan trọng nhất vẫn là cái giải thuật. Đạt sẽ nói về giải thuật sau. Và Đạt nói thêm một chút về cái khi mà nhân sự hỏi mình thì họ sẽ thường hỏi về mức lương của mình và hỏi về cái expectation, nghĩa là cái mức lương mà mình mong muốn ở công ty họ. Thì mình hạn chế không trả lời, mình cố gắng mình không trả lời thì càng tốt. Mình nói là mình đợi phỏng vấn xong đi rồi mình sẽ đưa ra cái mức mà mình mong muốn. Rồi sau khi nói chuyện với nhân sự xong thì thường nói chuyện với nhân sự xong thì thông thường thì họ sẽ gọi tiếp sang một cái phần tiếp theo, đó gọi là phần online test. Thì cái bài online test này á, nếu mà các bạn có kinh nghiệm làm hacker răng hoặc là những cái trang web mà cho các bạn làm bài test online á, thì các bạn sẽ để ý nó là cái gì. Nhưng mà bản chất nó là một cái bài test mà mình làm giải algorithm thôi. Hoặc có một số công ty khác họ sẽ hỏi một cái bài tập, một cái bài nào đấy, kêu mình thiết kế một cái system hoặc là implement một cái proof of concept của một cái vấn đề nào đấy. Sau đó họ kêu mình nộp cái code thông qua email hoặc thông qua GitHub, qua GitLab gì đấy cho họ xem về cách mình làm. Một số công ty thì bắt mình làm cả hai, có nghĩa là vừa online test vừa làm cái project và gửi qua cho họ. Sau khi mà mình xong được cái bước này á thì sẽ bước tới một cái bước nữa là phone interview. Phone interview có nghĩa là một engineer của công ty đấy, ví dụ như Facebook, họ sẽ gọi cho mình và họ sẽ hỏi một số câu hỏi về algorithm, hoặc là có một đôi khi họ sẽ hỏi về cái tính cách của mình nữa. Thì nếu mà mình qua được cái bài algorithm ở phone interview á thì mình sẽ tới phòng on-site interview. Nhưng mà trước khi tới on-site interview là sẽ nói cái phone interview nó hoạt động như thế nào. Phone interview thông thường họ sẽ cho mình một cái code pad hoặc là một cái trang web online để mình có thể gõ được code, nhưng mà không có cầm tay, không cầm bài code. Họ sẽ cho mình một cái bài, cho mình làm cái bài đấy trong vòng khoảng tầm 25 hoặc là 30 phút hoặc là 40 phút gì đấy, mình giải cái bài đó. Mình giải được thì sẽ tới một bài tiếp theo, thông thường thì sẽ là một tới hai bài. Nếu mà mình làm được nhanh thì họ sẽ cho thêm bài, mà nếu mình làm chậm thì mình sẽ làm ít hơn. Làm ít hơn thì cái điểm hoặc cái đánh giá của mình sẽ không được tốt. Thì nếu mà đánh giá không được tốt thì mình sẽ fail ở vòng này, mình sẽ không đi tiếp vòng tiếp theo là vòng on-site interview. Sau khi mình qua được cái vòng nộp CV này, qua được nói chuyện với nhân sự này, làm bài test online hoặc là làm bài tập gì đấy, làm xong hết rồi, mình tới vòng phone interview, mình xong được vòng interview thì mình sẽ tới một cái vòng là on-site interview. Vòng này chính là cái vòng mà quyết định mình có nhận offer hay không. On-site interview này có thể on-site nghĩa là mình tới office của người ta. Office của người ta có thể là ở Singapore, họ ở Mỹ, họ ở đâu đấy. Thì nếu mà cái công ty đó ở Mỹ thì họ sẽ cho mình một cái vé bay tới Mỹ. Nếu mà công ty đó ở châu Âu, họ sẽ cho vé mình đi tới cái công ty của họ và họ sẽ thuê khách sạn cho mình ở, trả chi phí ăn uống của mình và chi phí đi lại của mình. Nói chung là nếu mà on-site thì nghĩa là rất là ngon rồi. Nghĩa là mình, nếu mà các bạn ở xa thì có thể là gọi là đi du lịch, họ sẽ cho mình đi qua cái đất nước đấy và mình chơi. Okay. Chơi xong mình phải phỏng vấn được thì mình sẽ offer, không được thì đi về. Vậy thôi. Thì thông thường những công ty to thì họ sẽ
báo là nếu mà bạn tắt cái vòng on-site interview này, 1 năm sau bạn mới được phỏng vấn lại. Còn nếu mà bạn ok thì mình sẽ đi tiếp vậy thôi. Mình sẽ nhận cái điều lương và từ từ cái đó cái vấn đề sau. Còn nếu mà bạn tập thì có nghĩa là 5 năm sau bạn mới được phỏng vấn lại, nghĩa là cách 12 tháng ấy. Ok, thì cái on-site interview mình sẽ có, thứ nhất coding. Coding có nghĩa là algorithm một lần nữa. Nghĩa là các bạn thấy là cái vòng phỏng vấn online mình đã có algorithm rồi, phone interview cũng có algorithm rồi. Bây giờ on-site interview họ vẫn hỏi về algorithm. Algorithm rất là quan trọng. Thì nói đi nói lại, Đạt nói là mình sẽ tập trung vào algorithm. Sau đó mình sẽ đi làm những cái mảng khác, nghĩa là algorithm quan trọng nhất, có impact nhiều nhất thì mình sẽ luyện vào algorithm. Sau đó khi mình quay được cái vòng algorithm ở on-site interview, thường ở on-site interview sẽ có 2 vòng algorithm nhất, sẽ có 2 người vào hỏi mình cái algorithm. Sau đấy họ sẽ hỏi về system design, ví dụ như bây giờ hỏi bây giờ bạn design cái Instagram cho mình đấy, thì mình phải hướng dẫn, mình phải giải thích làm sao để mình thiết kế được Instagram. Sau đó qua những cái vòng đấy họ sẽ hỏi thêm về behavior, nghĩa là cái cách mình giải quyết vấn đề ở trong công ty khi mình có conflict với bạn bè, đồng nghiệp. Ví dụ như là làm việc với sếp cảm thấy có một số vấn đề không được thì mình giải quyết như thế nào. Và sau đó nữa thì sẽ có một cái vòng khác nữa. Cái này là tùy mỗi công ty, các công ty có, công ty không. Thì mỗi công ty khác nhau thì sẽ có thêm những cái vòng khác nhau. Cái vòng này nó linh tinh quá, mình không thể nào mà gom lại thành một cái gì đó cụ thể để nói cho các bạn biết. Nhưng mà nhìn chung, on-site interview mình sẽ code đi là algorithm. Sau đó mình tới system design. Sau system design mình sẽ nói về cái tính cách và cách xử lý cái conflict ở trong 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 team, cách làm việc với mọi người những team khác nhau. Ok, sau khi mà qua được cái on-site interview, nghĩa là 4 hoặc là 5 vòng này mình ok hết, thì họ sẽ tới một cái vòng là vòng offer và điều lương. Nếu mà mình làm tốt thì họ sẽ offer tốt, làm không tốt thì họ sẽ delay cái offer của mình và họ sẽ phỏng vấn hết những cái người khác cho tới khi họ cho mình cái offer. Rồi thì cái phần điều lương này nó cũng rất là quan trọng các bạn. Nếu mà các bạn nói với nhân sự ở trong vòng đầu tiên là mình muốn bao nhiêu á, thì tới cái vòng điều lương này họ sẽ cho mình tầm tầm bấy nhiêu. Ok, nhưng mà nếu mà không nói thì tại thời điểm này mình có lợi thế hơn là mình sẽ tìm hiểu được là cái mức lương công ty này này trả là bao nhiêu, và cái performance là cái lúc mà mình làm interview mình thấy mình làm tốt hay làm tệ. Nếu làm tốt thì mình cho cái giá cao hơn, nếu mình lại làm tệ quá thì thôi lấy cái giá thị trường. Một phần nữa là nếu trong quá trình phỏng vấn này mình không phỏng vấn một công ty, mình phỏng nhiều công ty mà các bạn nhận được một offer của một công ty khác nữa hoặc 2 3 công ty khác nữa rất là tốt, bạn nói ok mình đang có offer công ty này công ty kia và họ đang trả như thế này nè, công ty này có thể trả cao hơn được hay không, cái đó gọi là cái counter offer. Nếu mà các bạn có được offer của công ty khác thì quá ngon. Và bây giờ nói tới cái phần là phần chuẩn bị phỏng vấn, nghĩa là trước đây mình đã cái phần trước mình đã nói về cái quy trình phỏng vấn rồi, bây giờ chuẩn bị phỏng vấn như thế nào. Rất là đơn giản, các bạn phải chuẩn bị algorithm, lặp đi lặp lại vẫn là algorithm thôi. Mình làm rất là nhiều cái bài algorithm, bài test algorithm, bài phone interview algorithm, rồi tới on site algorithm, rất là nhiều algorithm right. Thì sau đó mình sẽ ôm thêm một phần tiếp là phần system design. System design khá là quan trọng, nhưng mà system design nghĩa là cái câu trả lời nó sẽ không có cụ thể, nó sẽ tùy mỗi người sẽ có một cái design riêng, nhưng mà chỉ cần làm sao cho cái design của mình là nó hợp lý là được đấy. Thì mình sẽ ôm system design, nhưng mà sau sau đó thì mình sẽ chuẩn bị thêm những câu hỏi về behavior, nghĩa là cái tính cách của mình, cách giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Và phần cuối cùng mình phải chuẩn bị là may mắn, mình phải có rất là nhiều may mắn thì mới có thể phỏng vấn và đậu. Tại rất là nhiều người giỏi nhưng họ phỏng vấn không 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 được, tại vì cái cách phỏng vấn của các công ty lớn ở bên Singapore hoặc là những cái nước như Mỹ hoặc châu Âu á, là họ sẽ họ, họ họ chấp nhận mất một ứng cử viên tốt còn hơn là họ tuyển một ứng cử viên xấu, cho nên là cái mức để mà tuyển một người vào rất là cao để tránh trường hợp là họ tuyển một ứng cử viên không tốt vào trong công ty. Rồi thì cái videos này là chỉ đi qua sẽ đi qua lại những cái gì mình đã nói là cách làm việc làm sao mà từ ở Việt Nam mà mình theo qua công ty nước ngoài, giới thiệu một số công ty ở Singapore, cách networking như thế nào, cái quy trình phỏng vấn như thế nào, và mình chuẩn bị phỏng vấn ra làm sao. Trong những cái video tiếp theo á, ta sẽ nói thêm về, chủ yếu là nói về algorithm, có thời gian thì sẽ nói về system design
và behavior. Ok, chúc các bạn may mắn.